Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến nội dung bài báo trên báo điện tử Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8 tháng 5 2020, thông tin về khu vực được cho là dự án hồ tràm Riverside tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Để có cơ sở giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc thông báo, người nào đã có hoạt động mua bán, giao dịch, đầu tư, góp vốn và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án hồ tràm Riverside như phản ảnh của báo điện tử Bà Rịa Vũng Tàu, đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc, địa chỉ Quốc lộ 55, khu phố Thành Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để trình báo, làm rõ vụ việc. Khi đến liên hệ làm việc, cần mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, giao dịch, đầu tư, góp vốn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cá nhân nào đến làm việc, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Hậu quả thiệt hại về sau, cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Theo bài viết hồ tràm Riverside, dự án ảo, phân lô trên giấy, đăng ngày 8 tháng 5, 2020 trên báo Bà Rịa Vũng Tàu, trên khu đất có diện tích rộng khoảng 60 ha nằm trên địa bàn ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc là đất nuôi trồng thủy sản, nhưng đã được chủ sử dụng tự phân lô trên giấy cho bán đất nền với cái tên dự án hồ tràm Riverside. Chủ sử dụng khu đất nêu trên là ông Nguyễn Quốc Vinh, trú tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển mục đích từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở, nhưng chủ sử dụng đã tự ý lập dự án với tên gọi hồ tràm Riverside, sau đó phân lô giao cho nhiều công ty bất động sản tham gia môi giới cho dự án này như Genco Real, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Tây Nam Central Land, Bến Thành Real, Nhà Việt Land, Danh Phát Land, Homeland SG, HT Land. Theo quảng cáo, dự án hồ tràm Riverside có diện tích rộng 60 ha, gồm có 586 nền đất. Đây được xem là dự án đất nền biệt thự, nhà liền kế nghỉ dưỡng đẳng cấp trong tương lai trên địa bàn tỉnh, có vị trí đẹp, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 55, nằm ven bờ biển đẹp, nguyên sơ của khu vực Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, đặc biệt giá rao bán chỉ tầm 7 triệu đồng một mét vuông. Một mức giá thấp so với mặt bằng thị trường bất động sản ở khu vực này trong thời điểm hiện tại. Điều đáng nói là, không chỉ tự ý lập ra dự án ảo, phân lô trên giấy, chủ khu đất còn thực hiện hành vi san ủi mặt bằng, làm đường trên đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.